Chào mừng anh em đã đến với kênh sửa xe máy của mình. Video hôm nay thì mình xin chia sẻ đến cho em cái cách để anh em kiểm tra cái bộ ba cảm biến trên cái dòng xe Yamaha, cụ thể xe này xe Novo SX. Thì tôi đã có những cái video chia sẻ cái bộ ba cảm biến trên cái dòng xe Honda rồi. Thì anh em chú ý vào cái mục video của mình tìm kiếm và xem. Thì video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em cái bộ ba cảm biến trên cái dòng xe Novo SX và từng mẩu dây một nguyên lý một cách rất là dễ hiểu. Thì tại vì sao người ta lại gọi là bộ ba cảm biến? Vì trong này nó tích hợp cùng một lúc ba con cảm biến, đó chính là con cảm biến IAT, cảm biến MAP và con cảm biến TP, nó nằm chung trong cái bộ ba cảm biến này luôn. Thì đó là cái tiếng viết tắt của cái từ tiếng Anh của bộ ba cảm biến. Mình xin nói ra cái từ mà anh em dễ hiểu nhất đi, đó chính là con cảm biến IAT, có nghĩa con cảm biến khí nạp, còn con cảm biến MAP có nghĩa là con cảm biến áp suất khí nạp, còn con cảm biến TP có nghĩa là con cảm biến tay ga. Như thế để cho anh em dễ hiểu. Thì là để mà kiểm tra được cái con cảm biến này thì vì lý do sao mà cần phải kiểm tra cái bộ ba cảm biến này? Một là trong trường hợp xe nó báo lỗi cảm biến ba con cảm biến này thì anh em cần phải đo. Cái thứ hai là khi không báo lỗi nhưng mà xe chạy hụt ga hoặc yếu máy thì anh em cũng cần phải đo. Đấy, thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách đo. Cái tiếp theo nữa là nếu mà anh em mà muốn đo được thì chắc chắn là anh em phải cần có đồng hồ vận năng. Thì cái đồng hồ vận năng này nhà mình đang cung cấp cho các anh em trên thị trường rất chi là nhiều. Đồng hồ này dùng rất chi là tốt, ok, nhỏ gọn, rất chi là bền. Anh em nào cần mua đồng hồ vận năng thì cứ liên hệ bằng số điện thoại tôi đang để trên màn hình. Tôi sẽ cung cấp cái đồng hồ vận năng này cho anh em. Cái dòng xe phun xăng điện tử ra rất chi là nhiều, anh em mỗi cửa hàng xe máy anh em phải sắm một cái nhỏ nhất. Cách kiểm tra thứ hai là những anh em có máy đọc lỗi. Những anh em có máy đọc lỗi thì anh em kiểm tra nó nhanh hơn, nó không cần phải thao tác nhiều. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến cho anh em cái bộ ba cảm biến trên cái dòng xe Novo SX. Thì nó gồm có tất cả là 5 dây, dây màu nâu sọc trắng có nghĩa là dây tín hiệu của cảm biến khí nạp, có nghĩa là con cảm biến IAT đấy anh em ạ. Tiếp theo là dây màu hồng sọc trắng, là dây tín hiệu của cảm biến MAP. Dây tiếp theo là dây màu xanh biển, là dây ở giữa này anh em này. Màu xanh biển là dây nguồn 5V cấp cho cảm biến TP và cảm biến MAP, đó là dây nguồn 5V. Tiếp theo nữa là đến là dây màu vàng. Dây màu vàng là dây tín hiệu của cảm biến TP anh em nhé. Và dây tiếp theo nữa là dây màu xanh biển sọc đen. Dây này là dây mát của bộ ba cảm biến. Thì trong này là có ba con cảm biến, nhưng trong đó có hai con cảm biến ăn nguồn 5V, đó chính là con cảm biến MAP và con cảm biến TP, là hai con cảm biến ăn nguồn 5V. Đó là con cảm biến MAP có nghĩa là áp suất khí nạp đấy nhá, vào động cơ đó. Còn TP con cảm biến tay ga đấy, hai con cảm biến đó là ăn nguồn 5V. Và dây mát thì là ba con cảm biến trong này đều chung một dây mát. Khi đứt cái dây mát này, ba con cảm biến này báo lỗi một lúc. Khi đứt cái dây nguồn 5V là dây màu xanh biển này thì hai con cảm biến báo lỗi luôn cùng một lúc, đó là cảm biến MAP và cảm biến TP. Đó là những con cảm biến mà đứt một dây là hai cảm biến báo lỗi. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ lên cho anh em. Thì cái nguyên lý làm việc các cảm biến á thì tôi mà để nói thì nó dài dòng. Hết cái nguyên lý dài dòng mà anh em không hiểu được, anh em khó hiểu. Anh em muốn hiểu chuyên sâu thì anh em phải được đi đào tạo anh em mới hiểu chuyên sâu. Còn tôi anh em xem qua điện thoại thì tôi chỉ chia sẻ cho anh em cái cách dễ hiểu nhất thôi. Con cảm biến TP là con cảm biến đo cái vị trí góc mở bấm ga. Khi các anh em lên ga thì là nó có nguồn 5V này, nó có dây mát này, và cái dây màu vàng này là dây tín hiệu, nó gửi điện áp về cho IC để biết được lúc anh em lên ga. Nó sẽ thêm xăng, phun xăng nhiều để xe tăng tốc, anh em hiểu nôm na như vậy thôi.
Tiếp theo là con cảm biến MAP, có nghĩa đo cái lực gió, lực khí nạp vào động cơ. Thì cái lúc anh em lên ga thì gió nó nạp vào nhiều thì xăng nó báo tín hiệu về cho IC, thì IC hiểu là anh em đang lên ga thì anh em IC phun thêm xăng, xe chạy bốc. Đó là cái cách mà anh em dễ hiểu nhất. Tiếp theo là cảm biến IAT, thì nó biết được cái nhiệt độ môi trường nó nằm đang ở bao nhiêu độ, thì nó sẽ gửi điện áp về để cho cái con IC biết được là cái không khí nó lạnh hay nóng, để nó tính toán cái thời gian phun để cho xe nó dễ khởi động, dễ nổ, chạy nó ngọt bốc. Đó là cái cách mà tôi sẽ giải thích anh em cho nó nhanh dễ hiểu thôi, chứ còn tôi không nói chuyên sâu anh em không thể nhớ được. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em kiểm tra cái mạch nguồn 5V ấy. Một khi mà anh em mà thấy xuất hiện hai lỗi, đó là lỗi cảm biến TP và cảm biến MAP, thì anh em cùng một lúc thì anh em nên kiểm tra cái nguồn. Để kiểm tra nguồn thì anh em dùng cái kim này anh em này. Anh em kiểm tra nguồn 5V này anh em dùng cái kim. Kim vá quần áo đấy. Anh em bỏ vào cái dây màu xanh biển này. Đấy. Một que có đồng hồ thì anh em phải cho vào. Một que có đồng hồ thì anh em cho vào mát khung xe. Còn một que có đồng hồ thì anh em sẽ bỏ vào cái dây xanh biển, là cái dây nguồn 5V của bộ ba cảm biến này. Đồng hồ thì anh em bật thang đo điện 20V điện một chiều. Anh em cho vào đây. Anh em bật chìa khóa lên. Thì anh em đã thấy là có nguồn 5V rồi. Nếu mà anh em cầm cái que đen của đồng hồ, anh em bỏ vào cái dây mát của bộ ba cảm biến là dây xanh biển sọc đen này, thì anh em đo cùng một lúc hai dây luôn. Nhưng mà đây tôi đây không có hai kim nên tôi chỉ dùng một kim, nên tôi đo mát sườn cũng được. Đây, anh em thấy nguồn 5V đã có này. Đấy. 4,99V là 5V rồi. Tiếp theo nữa là anh em đo dây mát của bộ ba cảm biến, thì là anh em bật về cái thang đo điện thông mạch, anh em đo nếu mà thông ra mắt sườn, vì que đen đồng hồ đang để vào mắt sườn rồi, que đỏ mà bỏ vào dây mát của bộ ba cảm biến, nếu mà đồng hồ kêu có nghĩa là đã có mát rồi anh em. Đấy là anh em kiểm tra nguồn, đó đã có nguồn rồi. Tiếp theo nữa là khi mà anh em thấy xuất hiện cái lỗi cảm biến IAT nạp đi, khi anh em giả sử xuất hiện lỗi rồi thì anh em cũng có nhiều nguyên nhân, đứt dây, hỏng cảm biến hoặc là hỏng IC, nó cũng xuất hiện lỗi cảm biến IAT là cảm biến áp suất khí nạp. À, tôi xin lỗi, cảm biến IAT là cảm biến nhiệt độ khí nạp. Đấy, thì là cái dây màu nâu sọc trắng này. Thì để anh em đo được cái dây nâu sọc trắng này rất đơn giản thôi. Anh em tắt chìa khóa đi. Anh em rút cái bộ ba cảm biến này ra. Rồi, rút cái ba cảm biến này ra. Anh em đo đầu tiên là anh em đo mát, có mát này nè. Anh em đo mát vì là cái nguồn cảm biến, con cảm biến này nó trung một mát, là anh em đo là nó là có mát rồi. Bây giờ tôi sẽ cậy cái nắp này ra. Rồi. Anh em dùng đồng hồ, anh em vẫn phải để cái thang đo 20V. Anh em bật chìa khóa lên. Anh em đo vào cái dây màu nâu sọc trắng là dây tín hiệu của cảm biến IAT là nhiệt độ khí nạp. Còn que một que đồng hồ thì anh em sẽ đo vào cái dây mát của bộ ba cảm biến. Rồi anh em nhìn đồng hồ. Anh em thấy 4,99 như thế này thì anh em áp dụng là đường dây tốt, IC cấp tốt. Khi anh em đo thì anh em thấy là có nguồn 5V như thế này. Như thế này, nhưng cái này là không phải là nguồn 5V đâu anh em nhá. Cái này là khi anh em rút jack ra thì nó được 5V, nhưng khi các anh em cắm vào cảm biến, khi nhiệt độ môi trường nó thay đổi thì cái điện áp của cái dây tín hiệu nó sẽ thay đổi anh em nhá. Khi anh em rút ra thì nó là 5V, nhưng không phải là nguồn cấp 5V đâu anh em nhá. Không phải là nguồn cấp 5V, tôi xin nhắc lại. Mà khi anh em rút ra thì nó sẽ chuyển về 5V. Thì khi anh em đo hai dây, nếu anh em thấy lên nguồn 5V, anh em áp dụng là IC tốt và đường dây tốt, anh em tiến hành thay cảm biến. Đó là chính là cái khi mà báo lỗi con cảm biến IAT nhiệt độ khí nạp. Bây giờ tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách kiểm tra cái con cảm biến
MAB khi mà các anh em thấy xuất hiện lỗi thì anh em việc đầu tiên là anh em vì có con cảm biến MAB này là áp suất khí nạp này thì nó cùng có 3 dây, một dây mát bộ ba cảm biến này, một dây nguồn 5V và dây tín hiệu chính là cái dây màu 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 đỏ xa màu hồng sọc trắng này. Đấy thì việc đầu tiên là anh em đo nguồn thì lúc nãy tôi đã hướng dẫn anh em đo nguồn rồi. Bây giờ anh em muốn đo được cái dây tín hiệu này thì anh em cần phải nổ máy. Thì tôi xin nhắc lại, khi mà anh em đo đồng hồ đo vào cái dây màu hồng sọc trắng này là cái dây cái cảm biến MAP, thì khi anh em nổ galanti thì nó phải được 2V mốt. Còn khi anh em nổ galanti thì nó phải được 2V 7, 2V 8 là chuẩn. Còn khi các anh em tăng ga lên nó phải được 3V 7, 3V 8 với là chuẩn. Thì bây giờ tôi sẽ gắn cái cảm biến này vào để tôi đo cho anh em xem. Thì tôi đã gắn được cái bộ ba cảm biến này vào rồi. Để ta tiến hành ta nổ máy để ta đo cái điện áp tín hiệu gửi về của con cảm biến MAP. Cảm biến MAP có nghĩa là cảm biến áp suất khí nạp vào động cơ, xem là nó có làm việc tốt hay không. Thì một que đen có đồng hồ vận năng thì anh em sẽ cho vào mắt sườn, còn một que đỏ có đồng hồ thì anh em sẽ cho vào cái dây hồng sọc trắng là dây tín hiệu của cảm biến MAP để lúc mà anh em nổ máy anh em đo. Khi các anh em nổ garanti, tôi xin nhắc lại, đo bằng đồng hồ vận năng thì nó phải được khoảng độ 246, 247, 248 lúc để garanti là tốt. Còn khi mà lên ga là anh em để ý nó phải được 3V 8, 3V 9 thì là nó đạt chuẩn. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành nổ máy. Kim kim thì tôi đã ghim vào cái dây sẵn vào trong đây rồi. Anh em tối thì anh em khó nhìn nhìn thấy. Đấy, bây giờ tôi sẽ nổ máy thì tôi để cái đồng hồ đây thì nó rất chi là rung. Rung. Vì tôi nổ máy tôi phải ga lên. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi để cái đồng hồ vào cái vị trí xuống đất đi anh em ạ, để anh em nhìn cho nó dễ. Đây tôi cũng không có dấu diếm gì cả. Đây tôi sẽ để đồng hồ vào đây để anh em nhìn cho nó dễ. Anh em có nhìn thấy không nhỉ? Tôi phải để cái vị trí nào mà anh em dễ nhìn thấy nhất. Đây rồi, tôi kiếm được cái vị trí này để là anh em nhìn cái đồng hồ cho nó rõ. Tôi tiến hành, tôi bắt đầu là tôi đo. Anh em lưu ý nhá, khi mà anh em ghim cái kim vào cái dây tín hiệu cảm biến, anh em đừng có cho nó chạm vào mắt sườn, nó sẽ nguy hiểm. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành, tôi bật chìa khóa này. Anh em để ý này, khi tôi nổ garanti là anh em phải nhìn nhanh xem là có 2.6, 2.7, 2.8 hay không. Nếu trong ba cái vùng đó khi tôi để garanti là tốt. Còn khi tôi ga mạnh lên thì anh em nhìn nhanh nhá. Lúc nào mà anh nhìn thấy cái số 349 hoặc 348, 349 là anh em biết là cái đó là lúc đó là ok. Giờ tôi tiến hành nổ máy này. Hiện tại tôi đang để garanti là anh em đã nhìn thấy là có 2.6. Đấy, 2.6. 2.5, 2.6 là đạt, 2.5, 2.6 đạt. Bây giờ tôi sẽ tiến hành lên ga này. Anh em để ý nhanh nha. Nếu thấy 349 là ok này. 3.4 chưa được. 2. Anh em để ý nó còn đến 4V luôn. 4V luôn, có nghĩa là đã đạt tiêu chuẩn rồi. Đó là con cảm biến MAP đã tốt. Thì bây giờ tôi tiến hành, tôi hướng dẫn cho anh em kiểm tra cái con cảm biến TP. Con này con cảm biến đo vị trí góc mở bấm ga. Bây giờ tôi sẽ đặt máy quay lại. Để đo được cái con cảm biến TP, có nghĩa là con cảm biến góc mở bung ga, thì là một que đỏ có đồng hồ thì anh em cũng cho vào mắt sườn. À quên, tôi xin lỗi, que đen có đồng hồ anh em cho vào mắt sườn. Và que đỏ đồng hồ thì anh em cho vào cái dây màu màu vàng. Dây đó chính là dây tín hiệu của cảm biến TP. Thì anh em bật chìa khóa lên, cái này thì anh em đo không cần nổ máy. Anh em bật chìa khóa lên thì anh em để ý này. Cái tay tôi che mất rồi. Tôi đặt máy quay sang bên đây. Cho anh em dễ nhìn. Thì là anh em thấy khi tôi đã cho vào rồi và tôi không vặn tay ga thì là anh em thấy là đã được là đây là 0,67V. Thì cái góc mở bấm ga mà lúc không lên ga
của cái dòng xe Yamaha thì nó hơi cao hơn cái dòng xe Honda. Honda thì khoảng độ 4 mấy thôi. Nhưng dòng Yamaha thì nó tới 0, à tôi xin lỗi. Cái dòng Honda thì nó khoảng 0,4 mấy chục volt thôi. Còn cái dòng xe Yamaha thì nó tới 0,6 7V. Đấy. Thì lúc anh em chưa kéo tay ga. Thì bắt đầu anh em kéo tay ga này. Anh em kéo từ từ này. Từ từ, nó phải nhảy từ từ. Đấy, kéo tay ga. Kéo nó phải nhảy từ từ. Và anh em kéo hết cỡ lên thì nó được gần 4V. Trên cái dòng xe Yamaha thì nó mới đạt là đạt tiêu chuẩn. Trên những dòng xe Honda thì nó phải hơn 4V. Còn dòng Yamaha thì nó sẽ gần 4V thì mới là chuẩn. Mà khi các anh em kéo tay ga lên mà anh em nhìn thấy là nó không lên được gần 4V hoặc nó giật quãng ở giữa đường anh em kéo thì anh em kết luận là con cảm biến đó TP hỏng nên phải thay. Thì trên cái dòng xe bộ ba cảm biến này khi mà hỏng một con, một trong ba con cảm biến này hỏng thì là anh em phải thay cả anh em nhé, vì là nó đã chung với nhau, chung trên bộ ba cảm biến rồi, anh em không thể mà nào mà anh em thay một con được. Tôi xin nhắc lại, thì đó là cái cách tôi đã hướng dẫn cho anh em kiểm tra nguồn và kiểm tra ba con cảm biến trên cái bộ ba cảm biến dòng Yamaha rồi. Tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ba cái cách đo. Thì bây giờ tôi xin chia sẻ lại cho anh em cái màu dây một lần nữa để anh em nhớ này. Thứ nhất là dây nâu số trắng là dây tín hiệu của cảm biến IAT, là có nghĩa là con cảm biến nhiệt độ khi nào là nhiệt độ môi trường. Tiếp theo nữa là dây màu hồng sao trắng chính là dây tín hiệu của con cảm biến MAP. MAP có nghĩa là con cảm biến áp suất khi nạp. Tiếp theo nữa là dây màu xanh nước biển, dây này là dây mạch nguồn 5V. Tiếp theo nữa là dây màu vàng, dây này dây tín hiệu của cảm biến TP. Tiếp theo nữa là dây biển sọc đen, xanh biển sọc đen chính là dây mát của ba cảm biến. Đó thì hôm nay tôi xin chia sẻ đến cho anh em cái bài kiểm tra các bộ cảm biến trên cái dòng xe Yamaha, nó đơn giản và dễ hiểu như vậy. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho tôi xin một nút đăng ký kênh. Anh em nào mà chưa like thì tôi xin một nút like. Đấy, tôi xin nhắc lại là khi anh em đo cái con cảm biến MAP bằng đồng hồ thì nổ garanti là 2.6, 2.7. Khi ga lên thì 3.8, 3.9 thậm chí 4V luôn. Đó là anh em đo bằng đồng hồ. Còn nếu mà anh em đo bằng máy đọc lối thì là trên cái dòng xe này nó không hiện cái vôn đo anh em nhé, nên anh em phải dùng đồng hồ vận năng, anh em đo mới chuẩn nhất. Anh em nào cần đồng hồ thì liên hệ cho mình. Xin chào anh em, chúc anh em thành công.